À, giờ mình sẽ kinh ra bàn thôi. Đây nha, bữa trưa của gia đình mình nha cả nhà. Cá lóc kiến luộc sả nè, sắm với ớt. Đây là chá môn nha, cá cha chấm với bánh gừng. Đây hồi mình sẽ lấy những cái lá đắc nè, đặt vô với ớt nha. Rồi ok, chào cả nhà ha. Thì hiện tại nãy giờ mình mới vừa làm xong mới cá lóc kiến này cả nhà. Đó. Thì tại hôm nay lâu quá mình không có ra video ha. Thì hôm nay sẵn tiện ông cậu mình mới tắt đè cho được mới cá lóc kiến với mấy con cá. Thì hôm nay mình sẽ làm món cá lóc kiến luộc sả cả nhà. Đó. Nãy giờ mình mới vừa làm sạch xong nè. Rồi hồi chút mình cho sơ chế. Còn sả thì bà xã đây ra ngoài vừa có thấy sả xong rồi chỉ hái vài con môn xong nấu nồi cháo cá dầu nấu cháo môn các bạn với cá lóc kiến luộc sả. Rồi mà các bạn theo dõi video mình ha, thì do màng cá nó dễ vi phạm bản quyền nên mình màng nó xong mình mới quay cho bạn xem. Đó, lâu rồi không quay video đăng lên các bạn, hôm nay video bị xóa hoài à, do bị vi phạm cái chính sách gì đó mình cũng buồn, mình không muốn đăng video. Hôm nay sẵn tiện ấy mình làm video này luôn, đăng mời các bạn xem luôn. Giờ mình ra ngoài vườn mình xem bà xã hái sả xong chưa. Đó, bà xã đang cắt mấy cái sả đang hồi mình vô mình luộc cá lóc kiến nè. Bà xã đang cắt sả nè, chia hai mấy cọng môn này nấu là cho môn nè. Đây là mấy sả mình trồng nha, đây nó lên tốt nè, mấy bự cắt nhiều nhiều đi, luộc sả luôn. Hồi qua tát cái đè đó các bạn, cái đè bên đó, cái đè bên đó ăn khô đây nè, ăn qua ngồi cái đè qua cá quá trời luôn. Mình đi làm mình không có công mình quay được mới cá lóc kiến, cá lóc, cá rô, chủ yếu cái đè này cách thiên nhiên thôi. Nên hồi mình sẽ qua đây mình cắt mấy cái môn này vô mình nấu cháo, cháo môn cá dồ, qua đè được mới cá dồ. Đây là cái đè mới tát nè, tát hôm qua. Ngồi vô nè các bạn. Đè này là đè tự nhiên các bạn, cá mấy hả? Chủ yếu cá rô, cá lóc, cá phi. Dập đây. Đây là cây ớt nó chín đỏ cây luôn. Mình gào đừng cho chó vô nhé. Còn đây chín nhiều hơn. Mình vô cái này. Đây là cái lá đất tư thanh các bạn nấu uống cho nó mát. Được, ok. Ớt hiểm nè, trái đỏ luôn. Nói vài trái vô. Cái này ớt này là ớt ở quê mình người ta gọi là ớt chim yển các bạn. Chim nó ăn xong á, nó ị xong rồi cái nó mọc tự mọc luôn à. Ớt này ăn rất tốt, không có phân thuốc gì trơn á, chín đỏ cày luôn. Giờ đây cho đủ ăn, sẽ cho vô ớt muối, đây có cột, cột ăn mới ngon. Giờ bà xã mình sẽ bắt đầu bắt cái làm bếp mình ngoài ngoài
bên đây là nồi cháo mông ha. Cháo mông cháo cá giòn nha các bạn. Thì nãy giờ cũng mới vừa nấu gần xong rồi các bạn ơi. Nồi cháo mông nhìn ngon quá. Cá giòn hồi qua thì ông cậu cũng cho mình mấy cá lóc kiến với con cá giòn. Đó, mình nấu cháo. Nhìn hấp dẫn. Bây giờ mình sẽ bỏ vô bát nước rồi bắt gia vị. Rồi mình sẽ cho ít gia vị nè, ở đây có muối nè, đường, ngọt cho ăn bình thường các bạn. Đây bên đây là cháo. Đợi sau khi cho gia vị xong mình sẽ bắt đầu tiến hành luộc nó thôi các bạn ạ. Ê, cái nồi cá chín rồi nha, nó thịt nó mềm rồi nè. Giờ mình sẽ gắp nó ra. Khói lên ngung ngút luôn cả nhà ơi, nhìn ngon hấp dẫn quá. Giờ mình sẽ kinh ra bàn thôi. Nhẹ nhàng bữa trưa của gia đình mình nha cả nhà. Cá lóc kiến luộc sả nè, sắm muối ớt, đây là cháo mông nha, cá cha, chấm với bánh gừng. Đây họ mình sẽ lấy những cái trái đắt nè, đặt vô muối ớt nha, với để ăn với cá lóc kiến. Rồi, hai đứa đâu rồi, đi ăn đi. Ăn với chú Tư luôn. Đó, đây cả nhà, bà xã đang lột con cá lóc kiến cho mấy đứa nhỏ ăn nè. Đó, đây là bé Nhi nha, chào cả nhà đi con. Nè, hôm nay mời bé Nhi ăn cá lóc kiến luộc sả nha. Đây là bé Khang nha, chào mấy cô chú đi con. Hôm nay con ăn gì? Ăn gì? Món này món gì? Cá lóc kiến luộc sả hả? Rồi, bên đây là cháo mông cho nha. Đây, còn đây là mông nè. Đây, tắt mình là nặng vô cái muối ớt nè. Giờ chét nhìn ngon luôn. Bên đây là mắm gừng cho nhà để ăn với cá cha, món cháo mông. Nhìn hấp dẫn quá, để mình sẽ một miếng nha các bạn. Ngon không? Cho con dẻ miếng à? Cái hột kiến không nóng chảo luôn, cái hột kiến không có xương kìa. Cái hột kiến đâu có xương đâu con. Hay mà cả nhà. Cá này luộc cả, lọc bây giờ đúng không? Thịt không quá. Rồi con chấm à. Ngon không, ngon không? Mấy điểm, mấy điểm? Hôm nay mẹ làm á. 9 điểm mà. Rồi cha làm mấy điểm? Không biết. Cha làm nào? Cha làm món này nè. Chưa ăn món. Thử đi. Ăn thử món này coi sao. Đó, chấm đây nè. Cái này chấm với mắm gừng. Đây là cháo mông nè. Đây cháo mông như cả nhà. Thế nào, thế sao, thế sao? Là nè, mắm gừng mà. Cái này không có mình chắc không kìa. Nãy nó khen có mời bác ba không? Nó đẩy lên bàn đấy. Cay quá.
chơi cái diễn với ớt siêu cay. Hôm nay Khang ăn cay dữ luôn á. Đây nè, chấm nè, quất nè. Đã không? Nhà hết nguyên con không con? Ăn được mấy con? Một con hả? Con ăn được 9 con. Mà để mình làm chén cháo cả nhà. Bà kêu bác Ba qua ăn cháo kìa. Cái này mình chấm với mớ cũng được, cháo môn mình chấm với cái này cũng được, cũng ngon. Cái này là món món gừng cũng ngon nữa. Rồi mời cả nhà ha. Đó, rồi hôm nay gia đình mình dùng bữa hôm nay là vậy các bạn. Chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha. Thì cảm ơn cả nhà đã xem và theo dõi video. Nếu mà cả nhà thấy thích thì hãy like cho mình like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Rồi chào mấy cô chú nè con. Chào cô chú. Hẹn gặp lại mấy cô chú ở video tiếp theo. Bye bye. Bye bye.